Thứ nhất á, là các bạn đang hỏi là cái mô hình định giá công ty như thế nào, và đây là cái câu hỏi mà mình thấy là cần giúp cho các bạn rất nhiều, đặc biệt là để tránh một số trường hợp là bị sếp bình chê là ngáo giá. Cái đầu tiên là kỹ thuật DCF. DCF là công cụ viết tắt từ Discounted Cash Flow, tức là công cụ chiết khấu dòng tiền. Thì thường cái công cụ mà DCF này á, nó sẽ dùng cho các doanh nghiệp mà đã có dòng tiền ổn định. Ví dụ như là bây giờ mình có mỗi năm mình doanh thu đem về lại á, cash flow mà dòng tiền, ví dụ mỗi năm mình thu 10 đồng thì mình tính nhẩm thôi, nếu mà lãi suất bằng không bằng không á, thì dòng tiền tương lai nó quay về hiện tại là mình được 5 năm là 50 đồng, thì mình lúc đó mình định giá doanh nghiệp mình 50 đồng. Còn nếu mà lãi suất mà 10% thì mỗi năm được hiểu là dòng tiền tương lai nó bị mất đi 10%, thì lúc đó mình định giá doanh nghiệp mình khoảng tầm 42 đồng, ví dụ như vậy. À, thì lúc đó mình gọi là phương pháp DCF, thì lúc đó mình giả định dòng tiền trong tương lai. Rồi, phương pháp số 2 là phương pháp định giá 10 lần revenue. Đây là doanh nghiệp mà dành cho startup nè, tại vì startup mình mới mở mà, thành ra là mình mới có 2 năm, không thể nào mình tính cái dòng tiền là trong vòng 10 năm được. 10 năm ở đây mình chỉ ngồi tưởng tượng thôi, thì ở đây mình sẽ nhân lên 10 lần doanh thu. Thì nếu mà doanh thu cho những công ty á, mà sản xuất thông thường, thường là công ty mà không mang yếu tố về công nghệ, thì người ta sẽ nhân 10 lần doanh thu lên. Phương pháp số 3, phương pháp số 3 là phương pháp áp dụng cho công ty công nghệ này, là mình nhân 10 lần lợi nhuận. Nên là vừa rồi á, là trong cái bạn mà làm cái smart call center đó, thì các bạn đưa con số ra thì khách sạn phải hỏi ngay tiền lợi nhuận. Thì ví dụ như các bạn smart call center đó, bạn đầu tư kêu gọi đầu tư 2 tỷ thì giá là 8%, thì cái post money của bạn này thì giá là 25 tỷ, thì cái pre money của bạn này là 23 tỷ. Tức là mình lấy 25 tỷ nè là post money, mình trừ đi 2 tỷ investment là đầu tư nó ra 23 tỷ, thì cái pre share của bạn trước đó là 92%. Thì ở đây á, là sau đó là có một sếp sếp đề nghị là thay vì đầu tư 2 tỷ lấy 8%, thì bây giờ em đầu tư 2 tỷ lấy 51%. Thì sát sát mà đề nghị 2 tỷ lấy 51% thì xác định giá của doanh nghiệp này có 3 tỷ chín thôi, thì gần như là cái giá trị này nó giảm hơn rất là nhiều so với cái việc đầu tiên bạn đưa ra tới 25 tỷ. Rồi sau đó là có xác bình, mình nhớ cái ông là xác bình thì phải, đầu tư là 2 tỷ lấy 36%, và trong đó là sau đó bạn founder rất là thông minh, kịp thời lấy lại 16% để đạt KPI. Rồi sau đó hai bên chốt lại cuối cùng là 20% với giá là 2 tỷ, thì cái này tương đương với boss money là 10 tỷ. Tiếp tục là phương án số 4. Thì cái phương án số 4 về về định giá thì mình sẽ dùng là gấp 4 lần cái EBITDA. Thì cái phương thức số 4 này nè là các nhà đầu tư mà dày dạn kinh nghiệm á, thì người ta sẽ dùng phương thức số 4 này. Tức là cái lợi nhuận sau thuế, sau khấu hao, sau tất cả mọi thứ. Mà ở đây như một số bạn đang giải thích là lợi nhuận thuần á, thì có thể mình hiểu nôm na là như vậy. Thì mình nhân 4 nó lên. Phương án tiếp theo là phương án này là mình thấy là ít người xài. Và đặc biệt là cho những bạn nào mà quan tâm tới cái việc là công ty mình không tập trung quá nhiều về doanh thu chi phí mà tập trung vào tăng trưởng á, sẽ dùng cái phương pháp là revenue and growth, tức là doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng. Thì nếu á, mà công ty của mình á, mà tăng trưởng từ 30 đến 50% mỗi năm á, ha, tăng đều như bắp vậy mỗi năm, thì mình lấy là 6 đến 12 lần doanh thu mình định giá doanh nghiệp. Giống như ở đây nhá, mình có phương án số 2 là mình định giá 10 lần doanh thu, thì đây mình nhân 6 đến 12 lần định giá của doanh nghiệp. Còn nếu mà mỗi năm mình tăng trưởng 10% thôi, thì mình định giá từ 1 đến 2 lần doanh nghiệp thôi. Thành ra ở đây á, mình sẽ thấy là vì sao có một số bạn hỏi là vì sao có một số doanh nghiệp em thấy là doanh thu nó giống nhau nhưng mà xác định giá hai doanh nghiệp khác nhau, tại vì đó là tốc độ tăng trưởng của một công ty nó khác nhau. Mà trong startup á, thì tốc độ tăng trưởng nó rất là quan trọng. Thì cái kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật là Burgers. Ví dụ nè, nãy bạn một số bạn nói là em có ý tưởng rồi thì sao, thì ý tưởng thì giá là 500 ngàn. Rồi nếu mà có prototype, có sản phẩm mẫu rồi sao thì có 500 ngàn, thì mình tính hết nếu cái bảng này ra được cái giá trị này thì doanh nghiệp nó sẽ trị giá là 1,2 triệu. Tiếp theo là mình sẽ có một cái bảng là định giá theo cái bảng điểm scorecard. Ví dụ như là một số bạn sẽ hỏi là định giá founder một cách nào đó, và có một số anh chị nói là founder cần phải được định giá. Rồi phương pháp mà chấm điểm á, là ví dụ như là điểm của founder là từ 0 đến 25% nè, điểm của cơ hội kinh doanh á, là 25% nè, điểm về sản phẩm công nghệ là 25%, ví dụ như vậy, thì tổng cộng nó lại là 100%. Thì cái doanh nghiệp mà giống như mình ở trên thế giới hoặc là ở đâu đó người ta đã được định giá pre-money là 500 ngàn, thì mình nhân ra, ví dụ như ở đây mình đang nhân là mình tương đương với họ là 75%, thì ở đây là mình định giá là 375 ngàn. Rồi cái cuối cùng là cái phương pháp mà để tổng hợp các loại phương pháp ở trên. Thì cái phương pháp tổng hợp các loại phương pháp ở trên á, thì người ta phải cần được đánh giá nhiều thứ, ví dụ đánh giá môi trường vi mô vĩ mô. Thì ở đây mình có một cái phương pháp số 4 á, là 4 lần EBITDA, thì ở đây mình sẽ có một cái cách tính là 5 đến 15 lần tùy vào cái đánh giá và các bối cảnh xung quanh. Thì ở đây mình có một cái ví dụ đơn giản là bây giờ mà đầu tư vào nhà hàng, đầu tư vào khách sạn, đầu tư vào lữ hành à, thì rất là khó khăn ha. Thành ra những cái khoản đầu tư như vậy thì thường là sẽ định giá không cao vào thời điểm này. Hay còn có một thuật ngữ khác trong đầu tư người ta gọi là bán lúa non á, các bạn đi bán lúa non đợt này là chết.